Xin chào các bác nông dân. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về acimetin 3.6-ACTT nhé. Acimetin 3.6-ACTT là một loại thuốc trừ sâu sinh học rất tốt cho cây trồng, ngừng. Vì được làm từ các thành phần thiên nhiên, nên thuốc này rất an toàn cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Ngừng. Cách dùng cũng đơn giản. Các bác chỉ cần pha 20-30ml acimetin 3.6-ACTT với 10 lít nước. Sau đó phun đều lên cây khi thấy có sâu bệnh, hoặc để phòng bệnh hiệu quả, các bác có thể phun định kỳ 7-10 ngày một lần. Ngừng. Điều tuyệt vời nhất của acimetin 3.6-ACTT là không để lại chất độc hại trên rau củ quả, giúp các bác nông dân an tâm hơn. Ngừng. Dùng thuốc thường xuyên, các bác sẽ thấy cây trồng khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh và cho năng suất cao hơn. Ngừng. Vậy còn cho gì nữa? Hãy thử acimetin 3.6-ACTT để bảo vệ cây trồng ngay hôm nay. Ngừng. Để tìm hiểu thêm thông tin, các bác hãy truy cập trang web dairyplant.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Ngừng.